vấn của chuỗi cửa hàng thiết bị cơ khí và tiện ích gia đình Cô Quân. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy hàn mini nhỏ nhất hiện nay. Nó đến từ thương hiệu Cô Quân và có tên là KARC 2.5. Với mức giá khoảng hơn 1 triệu đồng thôi thì cái sản phẩm này được ứng dụng công nghệ biến tần tiên tiến. Vì thế thì nó sở hữu một cái trọng lượng rất là nhẹ. Hơn nữa, ưu điểm của chiếc máy này là tiết kiệm điện năng và giảm tiếng ồn. Ngay bây giờ thì tôi sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra để xem với số tiền đó thì chúng ta sẽ nhận được gì từ Cô Quân. Như các bạn thấy, bên trong hộp đựng bằng nhựa chứa máy hàn thì nó có trọng lượng là khoảng 2 kg, một cáp nguồn đi kèm theo máy và các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm một dây kẹp, một kìm hàn, một búa gõ xỉ, một mặt nạ và kính hàn. Và cuối cùng thì chúng ta có một quai đeo chắc chắn hỗ trợ cho chúng ta hàn trên cao. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác lắp đặt các phụ kiện và vận hành máy hàn que mini KARC 2.5 Cô Quân. Lắp đầu nối của kìm hàn với đầu nối cực dương trên bảng điều khiển phía trước máy và vặn chặt theo chiều kim đồng hồ. Thực hiện tương tự với đầu nối kẹp mát và đầu nối cực âm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt. Bây giờ thì tôi sẽ bật công tắc nguồn để máy bắt đầu hoạt động để thử nghiệm tính năng hàn của chiếc máy này. Để máy hàn KARC 2.5 của Cô Quân thì có dòng hàn ổn định và phù hợp với các loại que hàn từ 2.5 đến 3.2 mà dòng hàn không bị ngắt và mối hàn tương đối là ngấu cũng như độ bóng rất cao, phù hợp hàn được kết cấu từ khoảng tôn 12 ly trở xuống. Mình thấy máy hàn này là rất chi phù hợp với hộ gia đình nhỏ hoặc là chế tạo các chi tiết nhỏ cũng như là đi công trình mà lắp đặt các cái khung nhôm cửa kính hoặc là lan can của hàng rào các thứ ấy. Nó rất phù hợp và rất tiện vì trọng lượng của nó khá chi là bé và rất nhẹ nên là rất tiện cho người sử dụng. Với những ưu điểm như vậy thì chiếc máy hàn Cô Quân KARC 2.5 chính là sự lựa chọn tối ưu trong hàn dân dụng, hàn trên cao cũng như phục vụ hàn cho các gia đình.